Tết Nguyên đán là khoảng thời gian mà các vận động viên có cơ hội được sum họp, quây quần cùng gia đình sau cả năm bận rộn với những guồng quay thể thao. Với Nguyễn Thu Hoài, chuyến hai xinh xắn của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí quãng nghỉ ở dịp Tết Tân Sửu 2021 còn thực sự quý giá không chỉ với bản thân của nữ vận động viên sinh năm 1998 này. Một năm đi tập luyện thi đấu thì em chỉ được về 1-2 lần. Năm nào nhiều thì được 3 lần. Thế mà gia đình thì lúc nào cũng mong con được về nhà, sum họp, sum vầy với gia đình nó được dài dài một tí. Nhưng mà lần nào về cũng chỉ được có 1 ngày, 2 ngày là lại đi luôn. Đối với em thì những cái dịp Tết như thế này nó là một cái quãng thời gian cho mình được ở bên người thân rất là lâu và kiểu sum họp đầy đủ mọi người. Thu Hoài là một trong những vận động viên rất tiềm năng ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Dấu ấn đậm nét của cô gái này là danh hiệu truyền hai xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ trẻ vô địch Đông Nam Á 2016. Với phong độ ổn định, nữ vận động viên người Thái Bình tiếp tục được lựa chọn trở thành cây chuyền hai chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 30, góp công không nhỏ và tấm huy chương bạc của toàn đoàn. Năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 khiến cho các sự kiện thể thao bị đóng băng, thì Thu Hoài cũng chỉ tập luyện và tham gia số ít các giải đấu trong nước nhằm duy trì phong độ và chuẩn bị cho những sự kiện trong năm 2021 với mục tiêu không chỉ của riêng mình. Mình là một chị lớn ở trong đội thì dẫn dắt được mọi người ở trong sân, như là bảo ban nhau tập luyện, thi đấu. Sao mà vượt qua được cái thời gian thực sự là thử thách đối với đội em như thế này. Còn đối với cấp độ đội tuyển, nếu mà được có danh sách trong đội tuyển thì em cũng cố gắng trau dồi bản thân và trau dồi cái kỹ chiến thuật ở trong chuyên môn. Năm 2021, bóng chuyền nữ Việt Nam có một mục tiêu đặc biệt quan trọng, đó là giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 được tổ chức tại nước nhà. Nếu Thu Hoài duy trì được phong độ ổn định và khả năng vốn có, cô hoàn toàn có thể là một trong những trụ cột ở vị trí chuyền hai trên tuyển, đặc biệt là trong bối cảnh đàn chị Nguyễn Linh Chi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ sau khi gặp chấn thương. Nhìn chung, bóng chuyền nữ Việt Nam đang ngày càng sản sinh ra nhiều nữ vận động viên vừa tài năng và vừa xinh đẹp. Đó là cơ sở để chúng ta cùng kỳ vọng vào một năm 2021 tươi sáng với môn thể thao này.